Hyundai Capico là công ty trực thuộc tập đoàn Hyundai Motor. Công ty của chúng tôi là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và sản xuất các thiết bị phụ trợ cho ô tô của Việt Nam cũng như là trong khu vực. Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm các cảm biến, thiết bị chuyển động và các công nghệ phát triển nhằm thân thiện với môi trường. Trong vòng 10 năm hoạt động từ năm 2009, chúng tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng của trong ngành, trong đó có giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2018. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi cần liên tục cải tiến thiết bị và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất cũng như là yêu cầu chất lượng của khách hàng. Tuy nhiên, những thách thức chúng tôi thường gặp thì thường liên quan đến mức độ thân thiện, mức độ trực quan cũng như là đội ngũ hỗ trợ từ phía nhà phát hành. ZV Cup Shop cung cấp chúng tôi giải pháp có thể giải quyết gần như hầu hết các yêu cầu trong công việc từ đơn giản đến phức tạp. Bên cạnh đó thì giao diện sử dụng thì rất trực quan và thân thiện ngay cả với những người lần đầu sử dụng phần mềm. Ngoài ra có sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ ZV Cup Việt Nam cho bất kỳ yêu cầu nào phát sinh từ phía Capico cũng là điều rất là tuyệt vời đối với chúng tôi. Do đó là chúng tôi đã tin tưởng và lựa chọn ZV Cup Shop bao gồm ZV Cup CAD và ZV Cup 3D cho công việc hàng ngày của tôi tại Hyundai Capico. Ngoài những lý do kể trên thì chúng tôi đánh giá là độ tin cậy, khả năng tương thích của ZV Cup Shop đối với các phần mềm đang sử dụng tại Hyundai Capico như là khả năng nâng cấp linh hoạt và bản quyền vĩnh viễn là những lợi thế rất lớn so với các phần mềm CAD CAM khác trên thị trường. Và chúng tôi quyết định chọn ZV Cup Shop để sử dụng tại Hyundai Capico. Cũng giống như các sản phẩm của Hyundai Capico thì chúng tôi luôn đặt cái mục tiêu cải tiến liên tục lên hàng đầu. Do đó thì chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai thì ZV Cup Shop sẽ liên tục cải tiến phần mềm cũng như là nâng cấp các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Như vậy thì chúng tôi sẽ cố thể sản xuất và thiết kế những sản phẩm tốt nhất để cung cấp ra thị trường. Liệu rằng là ZV Cup Shop và Hyundai Capico sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài trong thời gian sắp tới. ZV Cup Shop, good luck!